Sơn Tùng và Hải Tú hiếm hoi xuất hiện chung khung ảnh, đã đứng gần nhau hơn. Lần lộ diện của Sơn Tùng và Hải Tú đã gây chú ý hơn cả. Vào tối ngày 26 tháng 12, công ty Sơn Tùng đã bất ngờ tổ chức Giáng sinh. Đáng chú ý, trong bữa tiệc này của công ty, Sơn Tùng và Hải Tú đã xuất hiện cùng nhau và thu hút nhiều sự chú ý của khán giả. Sau nhiều lần bị nghi đang yêu đương, cả hai đã đứng gần nhau hơn trong khung ảnh tập thể. Cô cũng gây chú ý với nhan sắc xinh đẹp đúng chuẩn nàng thơ. Lần này, cả hai đã đứng gần nhau hơn trước. Ngay sau khi đăng tải, khung ảnh của Sơn Tùng và Hải Tú đã nhận được sự quan tâm, sự chú ý từ khán giả. Thời gian qua, cả hai cũng rất hiếm khi xuất hiện cùng nhau. Tuy nhiên, loạt phim hẹn hò vẫn liên tục bị soi. Hải Tú và Sơn Tùng hiếm hoi lộ diện cùng nhau trước đó. Hải Tú và Sơn Tùng lại tiếp tục bị soi bằng chứng hẹn hò với đối phương. Cụ thể, khi Sơn Tùng đăng tải một đoạn clip ghi lại cảnh đi ăn, trùng hợp thay, Hải Tú cũng đã đăng tải món ăn hệt như trong đoạn clip được giọng ca gốc Thái Bình đăng tải. Điều này khiến nhiều người cho rằng Hải Tú và Sơn Tùng đã có dịp hẹn hò cùng nhau. Thời gian qua, cả hai vướng nghi vấn hẹn hò với đối phương,